Hello, chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Văn Đại Vlog của mình nha. Mình ra đây thì tính làm một cái video để chia sẻ về cái hiện tại công việc và cái cuộc sống của mình hiện tại thôi, về cái công việc của mình hiện tại thôi. Nhưng mà mình thấy một cái vấn đề ở biển hiện nay các bạn là rác quá nhiều nha các bạn, mà đặc biệt là rác ni lông. Đứng đây là nó bốc lên cái mùi mà nồng nặc luôn á. Mình sẽ làm một cái video để hy vọng cho mọi người có thể vì môi trường sống của mình nha, và con cháu của mình, để thay đổi một chút gì đó. Mình hy vọng sẽ đóng góp được một chút gì đó để thay đổi được cái tư duy của mọi người về rác nha. Vì cơ bản mình nói với các bạn á, nếu mà bao ni lông á thì nó mất tầm 500 năm nha, là nó tầm khoảng 20 đời người, với mình nó thể nó tầm khoảng 15 đến 20 đời người mới có thể phân hủy được. Và hiện tại mình đang đứng phía sau mình, bạn thấy cái bãi biển không? Chỗ nào cũng là rác. Từ rác lưới đánh cá cho tới rác bao ni lông. Quá nhiều nguyên vật, nó là biển dài như thế này luôn. Đấy. Thì với một cái lượng rác như thế này thì đây là một ít thôi. Mình nghĩ dọc cái bờ biển dài như thế này thì các bạn biết bao nhiêu. Đấy. Sau này. Đấy, thì biết đâu có ai đó xem cái video này của mình á thì có thể thức tỉnh lại. Vì không có cái gì để chống chọi được với thiên nhiên nha các bạn. Không có sức mạnh con người hay sức mạnh tài chính nào mà có thể chống lại thiên nhiên được, ngay cả với con virus corona này. Các bạn có thấy nó hình dạng nó sao không? Nó là một con vi khuẩn thôi, virus thôi, mà nó đã nguy hiểm tới cả đó rồi. Thì các bạn nghĩ đi, nếu cái bầu không khí mình đây mà có vấn đề gì á thì các bạn sao thở? Mà không thở được sao sống? Mà không sống được thì lấy tiền để làm gì? Nói như Đặng Lê Nguyên Vũ thì tiền nhiều để làm gì các bạn? Thì nhiều khi chúng ta không thể sống được. Thật sự là cái mùi nó nồng nặc luôn. Một phần là vì ở đây là cảng cá nên là cái mùi cá. Tất nhiên mùi cá thì nó cũng không đến nỗi nào đâu. Với mình thì nó bình thường. Nhưng mình làm video này mong mỏi mọi người hãy cùng, hãy dùng một chút sức lực của mình thôi, một chút xíu gì về cái ý thức, trách nhiệm với cái môi trường thôi, thì sẽ giữ được cái bầu không khí cho chúng ta thở, cái nguồn nước cho chúng ta uống. Đừng vô tâm nha các bạn, đừng nghĩ là tôi xả một cái bịch ni lông này có gì đâu. Tôi anh nói như thế này anh có làm được gì không? Riêng mình đảm bảo cho các bạn luôn, mình ý thức công cộng mình rất là cao, mình không phải đi xả rác tùm lum. Hay là các bạn đi chơi du lịch rồi các bạn xả rác tùm lum là cũng không được. Thì rất là mong muốn có bạn nào xem video của mình á thì mình chỉ mong là góp một phần nhỏ bé nào đó để khích lệ mọi người, cổ vũ mọi người cố gắng. Mình giảm thiểu chứ không phải là bỏ hoàn toàn, bởi vì hiện tại là chưa có vật liệu nào thay thế hoàn toàn được cái vật liệu ni lông hết. Nên là hy vọng mọi người sẽ thay đổi từ một ít nó sẽ nhiều lên. Các bạn thấy cái bãi biển lúc nãy mình quay không, đó là một cái góc, đây là chỉ là một góc thôi nha các bạn. Hàng triệu km biển như thế này mà nếu nó đầy bao ni lông hết thì cá sống sao, mà không có cá thì lấy gì các bạn ăn? Không có môi trường sạch sẽ thì cá nó chết rồi, gây ra thiên tai hỏa hoạn các kiểu, thương tai thiên nhiên các kiểu. Nên video này là lời cảnh tỉnh cho mọi người, hãy vì cộng đồng. Nói chung mình cũng chỉ là một thành viên nhỏ bé thôi, tiếng nói của mình nó cũng không có tầm ảnh hưởng gì hết. Nhưng mà mình rất mong muốn các bạn nếu xem được video này hãy vì môi trường, vì đời của chúng ta, và hy vọng là con cháu của chúng ta sẽ không lãnh cái hậu quả mà đời chúng ta đã gây ra. Rồi bye bye mọi người, video này mình làm ngắn thôi để mọi người có thời gian xem hết video nha.
Rồi chẳng bị mọi người nếu thấy hay và bổ ích, chia sẻ cho mình một cái gọi là tạo mình động lực để làm video tiếp theo nha. Và một chút, một cái subscribe. Bye bye mọi người. Chúc mọi người một ngày làm việc thật là vui vẻ và hạnh phúc nha. Bye bye.